Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Winner V3 này, Exciter 150 này, 155 á. Đồng hành giới thiệu mình trong này thì có em Luyến, sơ trợ giới thiệu ông bà Luyến ạ. Hello cả nhà ha. Là hôm nay Luyến tiếp tục review cho cả nhà về giá xe của dòng xe Honda Winner V3 ABS CVS 103D và tất cả dòng xe Taycan luôn ha, đang rất là chuộng luôn hiện tại này. Anh chị em nào mà thích về dòng xe Taycan thì xem hết video này có Luyến ha, tại vì hiện tại đang có hỗ trợ chương trình giảm giá ngay 5 cũ bao gồm là 2 cũ 5 triệu đồng hay là bao gồm là 2 triệu xe đi lại và 3 triệu đồng tiền quà tặng khi mua xe có liên hệ có số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến là 0905299064 ha. Đó, đầu tiên là về em xe Winner phiên bản V3. Em này có lên mâm cho cả nhà rất là đẹp luôn, ABS ha. Lên mâm này. Rồi ngoài mâm ra thì em này có lên đông chống độ trước chống độ sau cho cả nhà ha. Đó. Hiện tại thì hỗ trợ khách hàng đối với một em xe Winner V3 bản CBS thì có mức giá là 33.900, còn ABS là có mức giá là 36.900 ha. Màu vàng này rất là đẹp luôn. Hôm bữa có một anh trai bảo Luyến là sơn lên ẹt cho 55 á, mà vừa mới sơn 2 ngày sau là có khách đến hốt luôn rồi để chưa kịp qua cho cả nhà á. Thì muốn biết cụ thể Luyến có chụp hình lại, cả nhà có nhắn tin qua Zalo để Luyến gửi cụ thể hình ảnh qua cho cả nhà ha. Trả trước chỉ từ 5 triệu đồng thôi. Đó, em này thì em xe màu trắng này. Trắng đen thì mà ABS ha, này cũng là sơn lên luôn ha. Đó, em xe màu tem đen. Đợt này là đặc biệt là hỗ trợ ship xe nha anh em, ship xe toàn quốc luôn á. Hôm trước thì quay không có nói nhưng mà đợt này thì có hỗ trợ ship xe toàn quốc nên anh em nào không cần tới cửa hàng luôn, nhắn tin qua Luyến. Chốt màu đúng là sẽ đúng như thế luôn. Cả nhà mà cứ sợ lừa đảo hoặc gì đó thì cả nhà cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Luyến ha. Chứ đừng có thấy một cái Zalo ảo nào đó nhắn tin bảo là của Luyến thì không đúng đâu. Cả nhà cứ gọi nhắn tin có số điện thoại Zalo Luyến sẽ ghi những màn hình nha, là 0905299064. Nhắn tin qua Zalo để Luyến xác thực lại là Zalo của Luyến. Rồi mọi người hãy muốn cọc hoặc là ơn em xe nào Luyến sẽ gửi cụ thể hình ảnh qua cho cả nhà luôn ha. Đó, em xe màu xanh đen này, màu phiên bản HRC 23 này. Màu HRC là bao nhiêu? Hiện tại thì em này nó có mức giá là 37.900, tính hơn 1 triệu là trả trước cho Luyến cũng chỉ có 5 triệu đồng thôi, liên hệ trước được giảm giá 2 triệu ha. Ok. Rồi em 150 không? 50 thì có hai, nay có đại diện hai em quay cho cả nhà này, em xe màu xanh xi măng và em xe màu đen nhám màu sơn đê ha. Một em nó có mức giá là 41.900, liên hệ trước cho Luyến được giảm giá 2 triệu còn 39.900 ha. Ngoài hai em này ra thì cửa hàng Luyến còn đủ màu cho cả nhà lựa chọn ha. Đó, rồi. Tới là em xe bản màu xám xi măng, em này rất là hot luôn nè. Luyến cảm thấy là em này thì chuộng cho những khách ở ngoài Bắc nha, rất là chuộng luôn. Có những khách ở bên Hà Nội này, Ninh Bình này, đó ở bên mấy cái tỉnh Bắc á, rất là hỏi rất là nhiều về em xe màu này nè. Tại vì thứ nhất là màu nó cũng rất là bền màu luôn đi, bảo hành cho cả nhà 3 năm về màu sơn luôn. Thứ hai là nó được bảo hành toàn quốc này, giá xe đang ưu đãi rất là nhiều luôn, chỉ có hơn 40 triệu thôi. Trả trước cho bên Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng. Hỗ trợ xong xe đi lại này, ship xe toàn quốc, những khách hàng mua xe tiền mặt ha. Rồi ok, đó là giá xe, anh em nào mua thì chỉ có liên hệ. Mọi người cần báo giá dòng nào thì có thể là bình luận bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.